là trường xe là gọi là cái mê trường thế nào, rồi mới nuôi những cái mê trường mê thế nào. Cái khâu thứ hai của chiếc nón nữa là mình sẽ phát những cái chức năng là vô để cho nó kín, thấy những cái đẹp mà nó chắc chắn là mà hai nó còn cho từng một. Cái khâu thứ ba là cái dưới này, là cái phần dưới này, là phần dưới này là đúng 2 năm tuổi, họ 2 năm tuổi mới gọi về làm được cái nguyên tắc để không có một cái viền như này, làm cái phần thế này, làm tức là ba cái phần thế này là cái phía dưới này, là câu thứ ba, rồi câu thứ tư nữa là cái phần thứ tư là đoạn lá này đem vuốt đi, hấp thành nhỏ ra thế này để chùm lên đây để mình lột lá này. Lọc cái chốt này trước, lọc cái này sau. Bước thứ 5 là gì ạ? Thiêu những cái hoa văn thế này. Tức là các khách hàng họ đến đặt những hoa văn nào là mình chịu đúng hoa văn đó. Ví dụ như họ đến họ đặt cho mình là ví dụ như lâu lâu vui phụ, hay là mai lan trúc trúc, hoặc là ngũ long, hay là tứ phụ, hoặc là tái, hoặc là những cái hoa sen, có nhiều kiểu sen như sau, nhiều kiểu đẹp ghê lắm, từ khách hàng, hay là kêu 5 con mã, hay là kêu 5 con hổ, nó nhiều kiểu lắm. Bước thứ 6 là làm gì ạ? Bước thứ 6 là mình chăm, mà nói, cho mọi người. Tức là cái bước thứ 6 là mình trầm ở nó rồi, trầm từ lần 1, từ đây trở lên đây có tới gần 20 lần rồi. Rồi bước thứ 7 là mình nứt cái van này, nứt cái van này nó bảo vệ cho cái chân này nó khỏi sợ rồi. Mình đầu tiên mình làm một cái lớp cái đầu búa cái lớp chân đầu thôi, rồi mình sẽ làm qua một cái khâu là dán cái thằng chân này nó dày dặn được, nó không bao giờ lá nó có bung lên được. Một lớp đây rồi tới một cái lớp nhỏ này nữa để cho nó giữ thêm nữa, đó là khâu thứ 8 rồi. Khâu thứ 9 là mình sẽ mang cái xoài này. Tức là mang cái xoài này này, mang cái xoài này. Tức là bác mùi, bác có giới thiệu mùi xoài bên này. Đấy, thì sáng nó cũng bị đắp nha. Rồi, bước là chuẩn bị là bước thứ 9 đó. Bước thứ 9 này, mang cái xoài này cô. Mang cái xoài này hết. Mình nhận được thế này. Xoài thế này này. Tôi nói rằng là hoàn thành. Anh này, đó, cái xoài đang nhận lên như thế này. Thứ 10 là nó đâu rồi? Thứ 10 từ nha, bác nói lại cho cháu nha. Tức là câu thứ 10 là chưa. Rồi ạ. Tức là khâu thứ 10 là mình nhặt hết các cái móc chỉ. Cái chỉ vừa đúng không? Nhặt hết các móc chỉ bên trong và bên ngoài. Còn lại các cái móc chỉ này là lạc gọn dài hết. Và mất cái này cho nó đẹp lại. Đây là hậu khi mình làm nó chưa điều thì lại ra mất lại. Đó là cái câu thứ mình là trong một chiếc nón thế này. Bác nói lại cho cháu cái câu thứ 10 này. Tức là câu thứ 10 là nhặt hết các cái món chỉ thế này, còn lại cái món chỉ nào là mình nhặt hết.
nhặt cả bên trong và bên ngoài rồi mứt lại, tức là cái gốc này, à, cái đằng bùa xoài gốc này mứt cho nó điều lại, láng hết như này, rồi là mình nhận trồng vô, nó cái trồng mình nhận vô là trồng, trồng hoàn thành, chứ nó là nón gọi là hoàn thiện, nó là nón gọi là hoàn thiện. Chú có thể hướng dẫn cho con một cái công đoạn làm nón được không ạ? À, được. Tôi chỉ có một cái công đoạn làm nón. Vâng. Được. Vâng, thưa. Bây giờ lấy cái hầm bên này.